xe ta bon trên những nẻo đường, giờ làng quê ta đi giữa phố phường đèo nương, mà xe ta vẫn đi bình thường. Ê, đến rồi à? Anh à, hôm nay đi sớm rồi nhỉ? Đi sớm để xem có bắt được cái mống khách nào không mà. Giời, cố gắng phết nhỉ? Giời, mới đấy. Mới không? Này, hôm qua đi tiêm vaccine về này, thấy không? Rồi. Hai mũi vaccine à? Tiêm hai mũi cùng một lúc luôn. Tôi hôm qua cũng đi tiêm đây nhưng mà đau hết bắp bên này. Hôm qua cũng đi tiêm á? Ừ. Đau lắm. Sao đâu? Đây có đau gì này? Có đau. Chả thấy này tay tay nhão hết rồi. Để phải không? Đấy. Ấy. Cái gì đấy? Cái gì? Tưởng cái ấy ấy. Này nghĩ bậy rồi. Người dài. Nhìn đây men này này. Cái gì? Men kiểu này. Đau quá. Cái đó men cứ đi vậy. Cứ phải. Tình hình khách khứa này chán nhở? Ừ. Dịch bệnh như này, chả là cái mống khách nào. Cứ như thế này, tiền cũng không có mà đổ xăng ấy. Dẹp hết mấy thằng khác ở quanh khu này rồi, giờ khu này còn mỗi hai anh em mình, thế mà vẫn không ăn thua. Tình hình khách khứa cứ như này, chết dở. Tiền không có đổ xăng lại, không có tiền ăn sáng thì đói hết bụng rồi. Có cách nào không nhỉ? À, bây giờ tao có cách này. Mày có muốn kiếm tiền không? Ui giời, mày mà có cách kiếm tiền ấy, giờ mày đã chẳng phải ngồi đây. Ngồi phét. Mày lại không tin tao. Thế bây giờ có muốn kiếm tiền không? Kiếm tiền như nào? Đây vào đây bảo. Ok. Hảo kế, hảo kế. Ừ, nhớ nhá. Nhớ. Nhớ đấy, ừ nhớ đấy. Trong nghề nó phải khác chứ. Ui giời. Ừ, Thành khách đến, khách đến. Đây. Ừ. Chợ đây có giấy, nhanh lên, tôi đang ngồi. Ô, cái gì đấy? Từ xuống xe. Sao đấy? Xuống xe nhanh lên. Thế đã tiêm vaccine chưa? Tôi tiêm một mũi rồi. Ui giời. Tiêm một mũi thì chưa đi rồi, không đi được đâu. Sao thế? Quy định nha, phải tiêm hai mũi vaccine thì mới đi được, không đi ra đường rất là nguy hiểm luôn. Quy định ở đâu? Thì quy định của bọn tôi. Này nhá, tôi nói cho các anh biết nhá, không phải các anh đóng chốt ở đây thì các anh muốn làm như thế nào thì các anh làm thôi nhá. Khổ quá, tôi nói cho chị nghe nhá, bọn tôi ra cái quy định đấy vừa là để an toàn cho bọn tôi mà vừa để an toàn cho chị đấy nhá. Chị thì hiểu là cái điều đấy, bây giờ mới tiêm một mũi đi ra đường nguy hiểm lắm. Tóm lại là bây giờ tôi đang rất là bận. Bây giờ tôi trả cho chú 200.000, anh có đi không? Không. Bây giờ tôi trả cho anh 300.000, anh có đi không? Không. Không đi đúng không? Anh nhớ mà thôi. Không kia. Dạ. Bây giờ tôi cho cậu 500.000. 500.000 rồi. Chờ tôi lên cầu Giấy ngay vào luôn. Tôi đang rất là bận. Vâng, đi luôn. Vâng. Chị, mời chị lên xe. Không kiểu đi rơi mất điện. Đây. Anh tôi đang bận. Vâng. Bây giờ. Ôi, đây, chị lên xe đi. Đi nhanh không muộn lắm. Gì mày cứ chở khách bừa như thế nhá. Nhá. Nguy hiểm nó đấy nhá. Ôi trời ơi. Quên, em xin lỗi chị nhá. Vâng. Thế đi chị nhá, chị bám chắc vào đấy. Bây giờ đến tiết mục ăn chia đây này. Mấy lít? 5 lít lúc lễ còn gì. Này. Gì đấy? Công tao đi còn cái gì? Ừ, cái okay. Thế nhá. Thơm đấy. Lần sau cứ thế nhá. Nhớ nhá. Ừ. Ê.